giữ đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù. Xin kính chào các bạn. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Việt Vision. Thưa với các bạn, thưa với quý vị khán giả, sau khi bài số 127 của tôi vừa mới phát sóng trên sóng của Việt Vision cách đây mới khi chiều, thì qua comment cũng như tin nhắn, tôi đã nhận được rất nhiều cái comment, tin nhắn bày tỏ cái sự ủng hộ và coi như là cổ vũ, khích lệ cho nhân dân của huyện Diễn Châu, xã Diễn Mỹ nói chung, cũng như là đề nghị với chính quyền tại địa phương phải có những cái biện pháp cứng rắn, cương quyết đối với lại cái tên linh mục giả danh lưu manh mất dạy Nguyễn Ngọc Ngữ cùng đồng bọn, trong cái việc mà nó tự động nó làm ra hai cái hang đá để phục vụ cho lễ Giáng sinh sắp tới đây trên cái miếng đất công, miếng đất của địa phương quản lý. Thì như tôi đã nói trở lại trước đó là nó đã xây một cái nhà mục vụ phục vụ cho cái công tác tôn giáo Thiên Chúa giáo, cũng là trên đất công. Chính vì vậy cho nên chính quyền địa phương đã có những cái biện pháp cương quyết yêu cầu đình chỉ thi công, cũng như là cương quyết là tháo dỡ. Và cái biện pháp mà quản lý đó đã được đại đa số bà con ở xã Diễn Mỹ nói chung và bà con ở xóm 5, xóm 4, xóm 5, xóm 6 đều là ủng hộ 100%. Thì cái bài mà tôi lên án nó mới khi chiều đây về cái vấn đề mà tiếp tục theo đó là nó xây dựng thêm hai cái hang đá để phục vụ cho cái lễ Giáng sinh, thì cũng đã bị chính quyền địa phương coi như là đề nghị, coi như là đình chỉ, không có cho thi công vì bất hợp pháp. Bất hợp pháp đây tức là liên quan đến cái vấn đề vi phạm luật quản lý đất đai, tài nguyên môi trường ở địa phương đó. Chứ còn cái chuyện mà họ làm những cái công trình tôn giáo của họ để phục vụ cho cái vấn đề ngày lễ thì đó, cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, không có vấn đề gì. Mà thậm chí chừng mực nào đó nhà nước cũng như ban tôn giáo ở địa phương còn khuyến khích cho các tôn giáo nói chung và riêng về vấn đề tôn giáo Thiên Chúa giáo nói riêng có những cái hình thức hoành tráng đẹp để mà phục vụ cho bà con tín đồ nói chung, cũng như là phục vụ cho toàn xã hội nhân những cái ngày lễ của tôn giáo, đúng không các bạn? Đó. Nhưng ở cái chỗ vấn đề, chỗ xã Diễn Mỹ này, chỗ cái xứ giáo họ Đông Kiều này, thì cái tên lưu manh Nguyễn Ngọc Ngữ đó nó đã là bất chấp luật pháp, nó coi thường kỷ cương, nó cho nó có một cái quyền của Thiên Chúa giáo, nó muốn làm gì nó làm, kể luôn cả cái việc nó lấy đất công để nó làm những công trình tôn giáo. Thưa với các bạn, thì tiếp theo cái hành động đó thì chiều nay tôi nói thẳng ra luôn, tôi dùng cái từ là một bầy linh mục, mà tôi cho rằng đây là những cái tên mà phản nước hại dân. Đây là chính là những đồng bọn có số má của tên Nguyễn Ngọc Ngữ. Tên Nguyễn Ngọc Ngữ cũng như đồng bọn nó, tôi nhắc lại, đây là chính là những cái tên mà gây ra cái sự chia rẽ, gây ra cái sự mất đoàn kết giữa bà con tín đồ Thiên Chúa giáo và bà con lương dân ở tại địa phương. Đó. Thì thưa với các bạn, thưa với quý vị khán giả, chiều nay một bầy linh mục phản quốc, phản nước hại dân. Mà tôi nói thẳng ra luôn là tôi dùng cái từ là những thằng côn đồ, những thằng lưu manh, đội lốt Thiên Chúa giáo. Nó kéo đến cái công trình vi phạm tại giáo xứ Đông Kiều để mà nó tạo cái áp lực với chính quyền địa phương, cũng như là nó cổ suý, nó cổ động
nó gây áp lực để cho giáo xứ Đông Kiều cùng với cái tên Nguyễn Ngọc Ngữ, cái tên lưu manh Nguyễn Ngọc Ngữ này, nó cướp đất, nó giành đất để mà nó xây dựng hai cái hang đá và cái nhà mục vụ. Thưa với các bạn, những cái tên mà phản nước hại dân đó, đội lốt Thiên Chúa Giáo đó là những ai? Tôi xin kể tên cho các bạn nghe. Đó là tên Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Xuân Kế, vân vân. Tất nhiên không loại trừ có cả tên Nguyễn Ngọc Ngữ. Đã cùng nhau kéo đến, bay đàn kéo đến giáo xứ Đông Kiều ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tại cái ngôi nhà mục vụ mà do tên Nguyễn Ngọc Ngữ nó chỉ đạo giáo dân cùng với cái đồng bọn, mà cái số mà lưu manh côn đồ của tụi nó đó, lấn chiếm đất nông nghiệp của địa phương để mà xây dựng nhà ở riêng cho mình, tức là cái nhà mục vụ. Nó nói là cái nhà mục vụ đó các bạn đó. Trước cái phong trào, thưa với các bạn, trước cái phong trào, cái sự phản ứng dữ dội của người dân hơn cách đây hơn một tháng đó, thì cái tên Nguyễn Ngọc Ngữ này nó đã chính thức xin lỗi với chính quyền, và cũng như là nó xin lỗi với người dân ở tại địa phương đó, và nó sẽ hứa là nó tháo dỡ cái công trình vi phạm, tức là cái nhà mục vụ đó các bạn, cái nơi ở riêng của nó đó đó. Tuy nhiên với cái tâm địa xấu xa của cái lũ côn đồ lưu manh đội lốt Thiên Chúa Giáo này đó, cái tên Nguyễn Ngọc Ngữ này ngoài miệng thì nó xin lỗi với chính quyền, xin lỗi nhân dân, nó nói là nó tháo dỡ, nhưng ở bên trong đằng sau lưng đó nó đã âm thầm nó chỉ đạo cho giáo dân và cũng như là những cái tên đàn em của nó tiếp tục xây dựng thêm một cái hang đá nữa, dựng hai cái hang đá, một cái hang đá nữa đó, một hang đá nữa ở trước cái nhà mục vụ đó các bạn, trước nhà mục vụ đó. Và sau đó thì nó mời một cái bầy linh mục phản động, những cái tên phản nước hại dân đó, mò tới, kéo tới để mà làm thánh lễ. Mục đích nó là gì các bạn? Mục đích của nó là thể hiện cái thanh thế của cái giáo hội Thiên Chúa Giáo ở tại khu vực đó, tại khu vực đó đó. Và đồng thời nó gây sức ép với chính quyền cũng như là nhân dân ở địa phương đó, coi như nó thật với các bạn là nó hình dung ra, coi như là nói xin lỗi với các bạn và quý vị khán giả, tức là nó để lâu thì cứt trâu hóa bùn đó, tức là nó làm những cái hành động lồng ghép cái tâm linh tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo vào để mà nó hòng coi như là cái việc coi như là đã xong, và chính quyền địa phương cũng như nhân dân ở đó là coi như phải chấp nhận để cho mà nó tiếp tục nó xây dựng cái nhà mục vụ, cái nhà riêng của nó đó, cũng như là cái hang đá để phục vụ lễ Giáng sinh đó. Bên cạnh đó, thưa với các bạn, bên cạnh đó thì các cái trang truyền thông, các cái trang truyền thông đó của Thiên Chúa Giáo ra rã vụ vạ coi như là chửi bới chính quyền, bảo rằng chính quyền đàn áp tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng, chính quyền đã coi như là ngăn cấm các cái hoạt động phục vụ lễ hội của Thiên Chúa Giáo, vân vân và vân vân. Đó, chiều nay đó các bạn, đó một bầy những cái thằng linh mục phản động, những cái thằng lưu manh mất dạy. Tôi xin nhắc trở lại, đó là tên Nguyễn Đình Tục, tên Nguyễn Văn Thanh, tên Nguyễn Anh Tuấn, tên Phạm Xuân Kế, đã cùng nhau kéo tới cái sứ giáo xứ Đông Kiều của cái tên lưu manh Nguyễn Ngọc Ngữ đó, nó đang quản lý đó, để mà nó phô trương thanh thế dưới cái danh nghĩa, tức là làm lễ rửa tội cho cái hang đá đó đó. Nhưng mà coi như là mục đích chính của nó là nó phô trương thanh thế, và đồng thời coi như là nó gây một áp lực để cho chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân đã chấp nhận cho nó làm luôn. Nó đểu cán, mất dạy và thủ đoạn như thế đó các bạn. Thưa với các bạn, thưa với quý vị khán giả, tuy nhiên trước những cái hành động đen tối, mờ ám và coi thường pháp luật như thế, cũng như cái sự cảnh giác của những người dân cũng như chính quyền ở tại địa phương đó, càng ngày người ta đã nhận thấy rõ cái bộ mặt khốn nạn của cái bọn linh mục phản động này đó, cho nên người ta rất là cảnh giác. Người dân xã Diễn Mỹ đã quyết tâm đề nghị và theo dõi việc tháo dỡ công trình vi phạm như tên Nguyễn Ngọc Ngữ nó đã hứa, đồng thời yêu cầu tất cả mọi cá nhân, tổ chức đều phải chấp hành đúng pháp luật, bất kể là đối tượng nào, bất kể là hội nhóm nào, nếu không thực hiện theo pháp luật thì sẽ không để yên
cho cái bọn lợi dụng Thiên Chúa giáo này, cái bọn lưu manh mất dạy này, nó ngông cuồng, nó kéo dài thời gian để nó qua Tết Nguyên Đán, nhằm coi như là, tôi xin nhắc lại đó, là để lâu cước trầu hóa buồn. Đó, thì thông tin nhanh, tôi vừa mới nhận được thông tin, và đồng thời cũng thông tin nhanh cho các bạn biết là cái hành động khốn nạn của cái bọn lợi dụng Thiên Chúa giáo, của cái bọn lưu manh lợi dụng Thiên Chúa giáo, chiều nay nó đã kéo bay kéo lũ tới cái giáo xứ Đông Kiều để mà nó nhằm gia tăng cái áp lực với chính quyền, nó phô trương thanh thế để mà nó thực hiện được cái mưu đồ, cái kế hoạch của nó, tức là lấy đất công, lấy đất nông nghiệp của địa phương làm của riêng của nhà thờ. Đó. Nhưng các bạn cứ yên tâm, tôi thiết nghĩ rằng với cái sự quyết tâm cảnh giác cao độ của chính quyền, của cấp ủy, của chính quyền địa phương cũng như nhân dân ở địa phương đó, ta sẽ quyết tâm ngăn chặn được các cái hành động xấu xa, bỉ ổi của cái bọn linh mục phản động này. Thưa với các bạn, thông tin nhanh đến đây xin tạm dừng. Và tiếp theo có những cái thông tin gì về tại xã Diễn Mỹ cũng như là tỉnh Nghệ An, xã Diễn Mỹ thì VietVision chúng tôi sẽ cung cấp đến cho các bạn tiếp theo. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn và chúc các bạn quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người từng đã sống trong